Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể thêm một cái camera khác vào thêm cái ứng dụng EasyVid của mình. Ví dụ như bây giờ mình đang sử dụng một con C1C đây rồi. Đấy. Các bạn có thể thấy C1C đang quay. Và mình muốn thêm một con camera nữa để vào đây. Ứng dụng EasyVid của mình thì mình có thể thêm ít nhất là 4 cái camera có thể xem liền một lúc. Còn mình có thể thêm vào cái trong đấy khoảng 10 đến 20 camera thì vẫn thoải mái. Và để thêm được nó thì bây giờ các bạn sẽ trở về ứng dụng EasyVid của mình. Ở đây mình sẽ thêm con C3W kép ngoài trời và cho các bạn. Đấy. Thì như các bạn có thể thấy là ở góc màn hình đấy, góc phải nó sẽ có dấu cộng. Đây góc phải màn hình có dấu dấu cộng ấy. Mình sẽ ấn vào cái dấu cộng này. Đấy nó sẽ ra mã QR để mình quét vạch. Và trước khi mình quét nó thì mình nên cấp nguồn cho nó. Cấp nguồn cho con C3W kép này. Và mình sẽ quét mã vạch. Đấy cái mã ô vuông này, mã QR của nó đấy. Đấy, quét rất là nhanh. Và bây giờ mình cứ làm theo hướng dẫn thôi. Đã bật thiết bị nguồn. Ok, mình đã bật thiết bị nguồn rồi. Ấn tiếp theo. Vui lòng kiên trì đợi kết nối, khởi động hoàn thành. Khi nào các bạn thấy đèn nhấp nháy màu xanh ở đây thì ở đây nó cũng có chữ là đèn báo nhấp nháy màu xanh thì bạn sẽ tích vào đấy. Đợi một chút cho nó khởi động. Nó đang nháy đỏ đấy. Đấy bây giờ chuyển sang nháy xanh rồi. Thì mình sẽ tích vào đây. Xong mình ấn tiếp theo. Nếu các bạn có thể thấy mà nếu mà không đèn nó không báo nhấp nháy màu xanh ở đây, ở dưới này nó cũng có chữ nếu đèn không báo nhấp nháy màu xanh thì bạn ấn vào đấy và làm theo hướng dẫn là được. Đây toàn tiếng Việt làm rất dễ. Ấn tiếp theo. Ấn dấu X ở đây. Và đây là tên Wi-Fi và mật khẩu Wi-Fi của nhà bạn để mình có thể kết nối với cái camera này. Ấn tiếp theo. Mình nhập đầy đủ mật khẩu vào là mình ấn tiếp theo được. Nó đang chạy câu hình. Đấy, vậy là mình đã thêm được cái camera của mình. Rất là đơn giản. Rồi mình sẽ cài đặt lại múi giờ. Bình thường thì mình sẽ để múi giờ là Bangkok, Hà Nội, Jakarta đấy. Ok, thêm ngày. MMDDII. Thì đây là đang là tháng ngày năm rồi. Mình sẽ chuyển sang thành ngày tháng năm. DMI đấy, ngày tháng năm. Ấn tích. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thêm một camera nữa. Mình sẽ xem thử nào. Đấy. Bây giờ bạn đã có hai camera thoải mái. Mình có thể xem liền một lúc hai camera được. Đấy. Rất đơn giản. Chúc các bạn thành công nha. Ok, bye bye. Xin chào các bạn.